Chào anh em, trong video này thì mình sẽ review cho anh em một cái sự kiện của Bybit, có tên là Bybot. Phần thứ 8 rồi này anh em. Nếu như anh em tham gia các sự kiện khác của Bybit nó khó ăn đúng không? Thì với cái sự kiện Bybot này nó dễ ăn hơn. Có nghĩa là chúng ta làm cái tỷ lệ chúng ta ăn lên tới 99% là anh em. Chưa có lần nào mình tham gia mà nó bị xịt cả. Tại vì nó dễ mà anh em. Quan trọng là sau khi chúng ta nhận được phần thưởng, cái giá trị của cái đồng coin đó nó bao nhiêu thôi. Và đặc biệt là chúng ta nhận được bao nhiêu đồng coin nữa cơ, đúng không nào? Sự kiện Bybot lần này chúng ta sẽ có các dự án như là Game Zone này, Squid Grow này, Magic Grab này. Ở đây chúng ta chỉ có 3 cái dự án này thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là kiếm các cái vé, sau đó là bình chọn cho các dự án này. Nếu như dự án nào mà được nhiều người bình chọn nhất thì nó sẽ được list ở trên Bybit và chúng ta sẽ được trả một số token nhất định ha. Đương nhiên là anh em có càng nhiều vé để bình chọn thì anh em sẽ được trả càng nhiều. Vậy thì quan trọng ở đây là chúng ta phải kiếm được càng nhiều vé đúng không? Chúng ta kiếm vé bằng cách á, đầu tiên là anh em sẽ nạp tiền vô tài khoản Bybit. Nếu như ai đang có tiền hold ở trong tài khoản Bybit rồi là chúng ta chỉ cần đợi nó chụp cái tài khoản của bạn và trả cho bạn những cái vé tham gia thôi. Đương nhiên là chúng ta vẫn có thể là nạp thêm để kiếm thêm nhiều vé hơn ha. Đây nó ví dụ này, ở chúng ta đang có 500 USDT ở trong tài khoản thì anh em sẽ kiếm được là 500 phiếu bình chọn. Chúng ta hold trong tài khoản là USDT, USDC, USDD, DAI hoặc là CUSD đều được nhá. Dù là tài khoản giao ngay, phái sinh hay là earn đều được hết. Cá nhân mình thì cũng đang hold tiền ở trong tài khoản Bybit. Lát nữa mình sẽ vào xem mình đang có bao nhiêu đô. Chắc là cũng được khoảng vài trăm vé đó anh em. Còn nếu như anh em nào mà bây giờ mới tạo tài khoản á, thì anh em có thể là định danh cấp 1. Sau khi định danh cấp 1 xong, chúng ta sẽ nhận được là 50 phiếu bình chọn. Nếu như chúng ta muốn kiếm nhiều vé thì anh em cứ nạp tiền vào trước 7 giờ ngày 27 tháng 10 2022 là ngày mai đó anh em. Chúng ta nạp trước để đến cái thời gian đó nó chụp cái tài khoản của bạn. Sau đó nó sẽ quy đổi ra phiếu bình chọn ha. Rồi chúng ta sẽ đợi đến 10 giờ ngày 27 tháng 10 đến 10 giờ ngày 28 tháng 10 2022 là cái thời gian mà chúng ta có thể bình chọn được cho các dự án. Đến thời gian bình chọn đó chúng ta bấm chữ xem ngay này. Sau đó anh em sẽ đăng nhập với cái tài khoản Bybit của anh em. Tiếp tục thì chúng ta sẽ bình chọn một trong ba dự án, hoặc là chúng ta bình chọn cả ba dự án cũng được, nhưng nó cũng có giới hạn vé bình chọn cho mỗi dự án ha. Ở đây mình có cái mẹo á, ngày trước là mình hay bình chọn á, ví dụ như mình bình chọn cái dòng là MCRT này, mình bình chọn một vé thôi, sau đó nó hiển thị ra cái số người bình chọn MCRT, cái số vé đã được bình chọn. Đó, mình bình chọn ba thằng đều là một vé hết, sau đó mình xem ai được bình chọn nhiều nhất, mình dồn hết tất cả cái vé còn lại vô cái người đó thì cái tỷ lệ chúng ta ăn lên tới 99%, nếu như không muốn nói là chắc chắn 100% ha. Không biết bây giờ nó có fit hay chưa, nhưng mà đợi đến lúc đó thì mình sẽ thông báo anh em ở trên kênh Telegram ha. Phía dưới này nó có hiển thị các dự án mà những sự kiện voting lần trước á, người ta vote cho nó được nhiều nhất và nó đã được list trên Bybit rồi ha. Sau khi sự kiện kết thúc, cái dự án mà anh em bình chọn nó được chiến thắng thì vào ngày 28 tháng 10 2022 trong vòng 4 giờ sau khi vòng chọn kết thúc, nó sẽ airdrop cho bạn một số token nhất định tùy vào cái lượng vé mà anh em bình chọn ha. Sau đó thì đến 17 giờ ngày 28 tháng 10 2022 thì cái đồng coin đó nó chính thức được list trên Bybit và chúng ta có thể trade sang đồng coin khác hoặc là bán ra Việt Nam đồng ha. Khi chúng ta tham gia cái sự kiện Bybot này, anh em có thể là bình chọn cho nhiều dự án được. Cũng như là mỗi dự án thì chúng ta sẽ bị giới hạn 10.000 phiếu cho mỗi dự án ha. Chúng ta không thể bình chọn quá 10.000 phiếu đâu. Ví dụ như trong tài khoản của mình đang hold khoảng là 618 USDT. Đó, mình sẽ có vài trăm vé rồi, mình có thể tham gia được cái sự kiện này thoải mái ha.